Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 11 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ thị về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học. Theo đó, có một số điểm đổi mới trong công tác dạy và học đối với học sinh tiểu học, như đối với các trường và lớp dạy học 2 buổi, nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh, không tổ chức thi học sinh giỏi đối với học sinh tiểu học, không tổ chức các đội tuyển tham gia các hoạt động giao lưu sân chơi mang tính trí tuệ, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm, không tổ chức thi học sinh vào lớp 6. Các quy định này đang tạo ý kiến trái chiều trong dư luận. Thời gian gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi, những ý kiến băn khoăn của các bậc phụ huynh, đặc biệt phụ huynh có con học lớp 4 và lớp 5. Trong chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời kỳ này do Cổng Thông tin Điện tử Nghệ An phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức, chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ, nhà giáo ưu tú Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ đã tham gia chương trình hôm nay. Vâng, là nhà quản lý về giáo dục và đào tạo, tiến sĩ có đánh giá như thế nào về việc quy định mà của Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thời gian gần đây ạ? Có thể là chỉ thị số 5105 ngày 3 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục về việc chấn chỉnh dạy thêm học thêm ở bậc tiểu học là hết sức cần thiết, đúng đắn, kịp thời và phù hợp. Thế nó có, liệu nó có thay đổi gì so với cái cách học của chúng ta trước đây không? Của các em học sinh? Thế thì nó cũng có nhiều cái thay đổi. Đó là nó cụ thể hóa cái thông tư 17 về việc dạy thêm học thêm của Bộ. Rồi thì lâu nay thì chỉ đạo theo tinh thần đó. Nhưng mà cái chỉ thị này á thì nó quán triệt một cách đầy đủ, sâu sắc hơn. Tuy nhiên thì như chúng ta biết thì cho dù vậy thì bản thân trong xã hội, bản thân các bậc phụ huynh, họ nhiều người họ cũng muốn con mình được tham gia các lớp học phụ đạo của các thầy giáo, cô giáo tổ chức, đặc biệt là đối với học sinh tiểu học. Vậy thì điều này nó liệu nó có tác động quá lớn đến cái tình hình học tập của các em học sinh tiểu học không ạ? Cái điều này thì lâu nay thì cái tình trạng dạy thêm, học thêm, rồi thì thi cử, đánh giá nó chưa phù hợp. Và đặc biệt là do cái nền học vấn thi cử này, làm cho học sinh, phụ huynh là tạo nên nhiều áp lực. Mà đặc biệt là lâu nay thì chỉ đào theo tinh thần là chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm ở tiểu học, đẩy mạnh cái việc dạy học 2 buổi trên ngày. Nhưng nhiều phụ huynh là quá lo lắng này, mà không đúng. Thì áp lực, gây áp lực cho học sinh, cho con em của mình. Thấy con người ta đi học, con mình cũng phải đi học. Thấy con người ta đi học thêm, thì mình thì cố gắng để tạo điều kiện cho đi học thêm. Rồi thì cứ muộn con, là nhồi nhét con, bắt con học để quá kỳ vọng con một cách ảo tưởng. Nó gây áp lực cho con, không đáng có. Vâng. Thế thì có thể nói rằng là cái chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì ra đời rất là kịp thời đúng không ạ? Và giải quyết được, góp phần giải quyết các cái vấn đề mà tồn tại trong cái giáo dục, đặc biệt là giáo dục tiểu học đúng không ạ? Vậy thì Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã triển khai cái chỉ thị này như thế nào? Sau khi có chỉ thị này ấy, thì Sở Giáo dục Nghệ An chúng tôi đã làm công văn để quán triệt, chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo, các trường tiểu học thực hiện nghiêm túc cái chỉ thị này, đảm bảo là dứt khoát là năm không. Không thứ nhất ấy, là đối với học sinh đã học 2 buổi mỗi ngày ấy, thì không ra bài tập về nhà. Thì không thứ hai nữa là không thi học sinh giỏi tiểu học. Thì không thứ ba nữa là không thành lập các đội tuyển tổ chức cái bồi dưỡng đấy, tổ chức các sân chơi trí tuệ. Thì không thứ tư ấy, là không kiểm tra chất lượng đầu vào đầu năm. Thì không thứ năm á là không thi tuyển vào lớp 6. Đó là quản triệt như vậy. Và khuyến khích là các trường tiểu học, những nơi học 2 buổi nữa, thì học sinh để sách vở tại trường. Chỉ trừ thứ bảy, nghỉ thứ sáu thì có thể đưa về để cho phụ huynh xem xét, để phối hợp giữa phụ huynh và nhà trường.
Vâng, thế có thể nói rằng trong cái quá trình 5-0 đấy thì nằm ở trong tầm tay của chỉ đạo và lãnh đạo của Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An. Tuy nhiên có một cái không nữa là không dạy thêm thì thế nào? Vì thực tế cho thấy thì hiện nay thì vẫn có một số cơ sở giáo dục cũng như là một số em học sinh cũng đang theo các cái khóa học thêm vào buổi đêm hoặc là vào các cái ngoài giờ học của mình chính ở trên trên lớp, thì chúng ta thực hiện việc này như thế nào ạ? Việc này thì chúng ta đã quan triệt từ lâu. Vâng. Từ khi có cái thông tư 17 vâng. của Bộ Giáo dục Đào tạo và cái quyết định 01 của Ủy ban nhân tỉnh, đối với tiểu học thì không học thêm bất kỳ hình thức nào. Vâng. Chỉ trừ những cái trường hợp là ví dụ như học ngoại ngữ này. Vâng. Rồi thì học ở Telemann này. Vâng. Thì học karate này. Thì những cái chuyện đó, nhưng mà về học cái học thêm về văn hóa thì không. Vâng. Vâng, có một cái vấn đề ngoài cái chương trình của bộ một chút là hiện nay thì chúng ta tập trung giáo dục cho học sinh, lâu nay chúng ta vẫn tập trung vào cái chủ yếu là giáo dục về kiến thức, tập trung giáo dục kiến thức, còn các kỹ năng sống thì ở một góc độ khách quan vẫn còn có những hạn chế. Thì tiến sĩ đánh giá như nào về vấn đề này? Lâu nay á thì do cái quan điểm về giáo dục một cách phiến diện, vâng, từ nhà trường cho đến phụ huynh, cái giỏi toán giỏi văn là cho họ giỏi, vâng, ta cái chưa quen cái giáo dục nhìn nhận một cách toàn diện. Vâng. Thì lâu nay là chỉ đạo tích cực vấn đề này rồi, nhưng mà cũng đang từng bước và đổi mới căn bản toàn diện giáo dục thì tập trung là không những tập trung dạy kiến thức kỹ năng mà trên cơ sở kiến thức kỹ năng để dạy cái phẩm chất và cái năng lực cho người học. Vâng. Vì vậy cái chỗ mà cái quan tâm đến kỹ năng sống là hết sức quan trọng. Vâng. Này ở bên Nhật á, thì giáo dục Nhật họ thi tiểu học đầu tiên là kỹ năng sống. Vâng. Sau đó rồi thì là tiếng Nhật ba đó là vì đến là lịch sử. Vâng. Bốn vì môn toán văn hóa. Bây giờ là cái quan tâm đầu tiên á, về cái là mục đích cũng như động cơ để dạy là trước hết là quan tâm cái kỹ năng sống. Vâng. Trở lại với chương trình của chúng ta thì hiện nay thì sau khi có cái chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì nhiều phụ huynh băn khoăn, tức là họ người ta băn khoăn vì là nếu như không giao bài tập về nhà cho các em thì liệu có ảnh hưởng đến nhiều đến cái việc là các em sẽ không ôn luyện được cái kiến thức mà đã học ở lớp, vậy thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng học của các em. Thì ý kiến của tiến sĩ Thái Huy Vinh là như thế nào? Bây giờ không trao bài tập cho về cho học sinh á, thì là cái vấn đề hết sức đúng đắn. Mà phụ huynh thì nóng ruột, là vì ta có cái quen rồi, nóng ruột. Nhưng mà bây giờ chúng tôi là xây dựng các trường tiểu học á, mà có đủ cơ sở vật chất á, là để sách vở ở tại trường và không trao bài tập về nhà. Để bằng cách là như thế học phụ huynh cùng yên tâm là bởi vì buộc nhà trường phải dạy đảm bảo đủ kiến thức kỹ năng theo quy định và cái nâng cao cái chất lượng, nhất là những cái trường mà đã học ngày 2 buổi, phải quan tâm đến từng cá thể học sinh và đánh giá chính xác trình độ của từng em. Vâng. Để cái chỗ em nào khiếm khuyết chỗ nào là nhà trường bồi dưỡng ngay từ trên lớp, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt, ví dụ như em có những em khó khăn trong việc là học tập. Vâng. Do khuyết tật hoặc là do cái gì đó thì chúng tôi sẽ có nhà trường có một kế hoạch riêng để mà kèm cặp những em đó. Thế thì có thể nói rằng là không, cái việc không giao bài tập về nhà hoặc là học sinh không phải về nhà làm bài tập, nó chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ xảy ra một cái mâu thuẫn, đó là có thể là cái áp lực từ phụ huynh, từ bố mẹ các em yêu cầu các em về nhà phải ôn bài tập, thì các em lại bây giờ có nhiều em học sinh là bởi vì khi mà cái xã hội phát triển, các em cũng có cái các cái nhu cầu giải trí khác, thì các em nói rằng là bây giờ cô của con không giao bài tập về nhà cho con, nhà trường không giao, bố mẹ làm như thế là sai. Thế nó sẽ tạo ra một cái mâu thuẫn khác với trước đây, khi mà chúng ta còn đi học thì rõ ràng cứ hàng đêm là chúng ta phải học bài tập ít nhất là đến 9 giờ tối. Thì bây giờ các em lại tham gia vào các cái chương trình giải trí. Liệu cái chuyện mà làm thế nào để tạo sự cân bằng hài hòa giữa cái việc học ở nhà và học ở trường và cái điều quan trọng nhất là bổ sung kiến thức cho các em? Thế bây giờ cái thành công của một con người á, vâng, nhất là với trẻ em á, là học tập còn phải vui chơi. Vâng. Và ăn ngủ một cách phù hợp. Vâng. Còn như bạn nói là trẻ em như bất rất khanh, vâng, việc ăn, việc ngủ, việc học hành là ngoan. Vâng. Thì bây giờ là học ở trường, học cả ngày rồi. Vâng. Học cả ngày rồi. Đối với những cái
học sinh mà học cả ngày thì không ra bài tập về nhà. Học cả ngày rồi tức là ban đêm thì cho các em có thể là vui chơi giải trí, rồi thì xem tivi hoặc những cái hoạt động khác cũng rất là bổ ích cho các em. Vâng. Thì theo tôi nghĩ là việc đó là hết sức đúng đắn, mà phụ huynh cũng đừng có quá nóng ruột về vấn đề này. Là vì nóng ruột là vì hiểu sai, thấy con mình về mà tối không học, ta cái ngày xưa ta đi học khác, bây giờ đi học khác, thấy là học sinh mà về không làm bài tập, về xem tivi một hồi rồi là ngủ nóng ruột, những cái đó thì nó cái chỗ chỉ đạo của bộ là tôi thấy hết sức phù hợp rồi. Vâng, tức là khi mà có một cái hành lang pháp lý và cái vấn đề học của các em tiểu học mà trở thành có một hành lang pháp lý thì rõ ràng chúng ta sẽ từng bước thay đổi được quan niệm cũng như là cách giáo dục đào tạo, đúng không ạ? Và hiện nay thì một trong những vấn đề mà được nhiều phụ huynh quan tâm là với quy định không tổ chức tuyển sinh vào lớp 6, đặc biệt là các cháu có nguyện vọng vào các trường chuyên lớp chọn, làm thế nào để các em giải quyết được cái việc mà nhu cầu của các em và cái lực học của các em khi trước khi các em thi vào cấp 2 ạ? Tôi thấy là như thế này, cái tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở đó, thì có cái quy chế thi tuyển sinh vào các lớp đầu cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Thì vào trung học cơ sở thì bộ đã là cấm không tổ chức thi lâu rồi, mà sẽ tuyển riêng các trường mà bây giờ ta nhiều người gọi là trường là trường chuyên chất lượng cao, chất lượng cao, hoặc là trường trọng điểm, vốn là trường chuyên trung học cơ sở ngày xưa. Nhưng mà từ khi có cái nghị quyết trung ương 2 thì xóa trường chuyên ở tiểu học và trung học cơ sở và xóa lớp chọn ở tất cả các cấp học. Thì những cái trường này á, thì trong thực tế thì nó tồn tại bởi vì do nhu cầu. Này là theo tôi thấy thì các hệ thống cái trường này cũng rất hết sức cần thiết, tạo nên cái vệ tính cho trường phán bồi cháu và tạo nên cái luôn luôn quan tâm đến công tác phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, mà bồi dưỡng ngay từ trung học cơ sở. Phát hiện thì từ tiểu học và bồi dưỡng từ tiểu học, nhưng mà trung học cơ sở thì vì gom những em này lại vì tạo điều kiện cho những em này nó phát triển, nó sở trường khả năng của các cháu hơn. Thì như vậy là hệ thống tồn tại hệ thống trường này là một nhu cầu thực tế. Thì mấy lâu nay á thì họ vẫn thi, nhưng mà bây giờ theo chỉ thị này của bộ thì năm sau thì chắc chắn những trường này không thể tổ chức thi được nữa. Thì bây giờ chúng tôi là sẽ có một cuộc hội thảo và chúng tôi cách sẽ tuyển vào trường này như thế nào cho nó phù hợp và không gây áp lực quá lớn cho phụ huynh và học sinh. Thì chúng tôi sẽ tuyển trên cái nhiều tiêu chí đánh giá xếp loại 5 năm rồi thì qua các cuộc thi mà sân chơi trí tuệ, nhưng không thành vẫn cho tổ chức sân chơi trí tuệ nhưng mà lại không thành lập đội tuyển, là không đánh giá thi đua của các đơn vị mà không tổ chức để bồi dưỡng cho các cháu đi thực hiện các tổ chức giao lưu này. Nhưng mà vẫn có những tổ chức để nó đánh giá học sinh để phát triển cái khả năng của học sinh đó, thì dựa vào những cái kết quả đó để mà xem xét đánh giá cái tiến vào. Vâng, vậy liệu cái việc mà mình xét tuyển với cái việc thi tuyển thì nó hai phương án này thì phương án nào thì nó sẽ phát huy hiệu quả tốt hơn ạ? Nhất là đối với các cái trường trọng điểm như là trường Đặng Thái Mai. Theo tôi thấy như thế này, lâu nay nó với cách làm truyền thống thì ta thấy thí thì dày hơn. Thí nó rõ ràng rành mạch dày hơn. Đúng rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì gây một cái áp lực dày thêm một thêm ở tiểu học. Chọn thầy này dày, chọn cô kia dày, rồi thì đánh giá trường này có nhiều em vào, trường kia ít em vào, rồi thì so sánh chất lượng giữa trường này và trường khác, tạo nên cái chỗ là chạy lớp, chạy trường, rồi thì học thêm không đáng có. Như vậy là nếu không thi mà xét thì dứt khoát sẽ hạn chế rất nhiều cái chuyện là dạy thêm học thêm. Vâng, trở lại cái chỗ dạy thêm học thêm một chút thì thực ra mà nói thì nhiều cô giáo người ta cũng không muốn tổ chức dạy thêm học thêm, nhiều cô giáo thầy giáo, nhưng ở đây có nhu cầu của các bậc phụ huynh, các bậc phụ huynh và học sinh, các em cũng muốn được bổ sung thêm kiến thức, được học giỏi hơn hoặc là nắm vững hơn kiến thức ở lớp. Vậy thì liệu trong chừng mực nào đó chúng ta có nên giải quyết cái nhu cầu này không? Cái nhu cầu thực tế của xã hội chứ không phải là của các nhà trường, của các giáo viên. Bây giờ thì như thế này, thực tế thì cũng có nhiều cô là
dễ thế mặc thế mà lợi dụng học sinh. Vâng. Nhưng có nhiều cố thì là do nhu cầu của phụ huynh, của học sinh thực sự. Vâng. Thì bây giờ cái tư tưởng đó trong phụ huynh, trong học sinh vẫn còn. Chưa thể chấm dứt được. Đúng rồi. Vâng. Do đó chúng tôi phải tuyên truyền rồi thì đến tận phụ huynh, đến tận nhà trường, đến tận các cô giáo để làm cho phụ huynh rõ vấn đề này. Lo lắng quá rồi thì khát vọng quá lớn đối với con em mình mà không hiểu về cái tính khoa học, tính cái phát triển ở cái lứa tuổi các em là như tôi nói đó. Là học tại trường như thế là đủ rồi để các em có thể tiếp nhận các thông tin khác trong cuộc sống, trong cái khác để các em nó quan tâm đến giáo dục thể chất, cả giáo dục kỹ năng sống rồi nhiều thông tin xã hội khác nữa chứ. Do đó là thực tế là sẽ chỉ đạo một cách tích cực và hạn chế tối đa. Vâng, thông qua chương trình này thì tiến sĩ có cái nhắn nhủ gì, chia sẻ gì đối với các bậc phụ huynh trong cái việc mà chúng ta thực hiện cái chỉ thị của Bộ Giáo dục ạ? Tôi thì tôi thấy như thế này, là việc cái quan tâm đến con em học tập đó là quan tâm hết sức chính đáng, là hết sức chính đáng và phát huy cái truyền thống tôn sư trọng đạo. Và bây giờ là số một trong gia đình là quan tâm về việc con cái học tập, nhưng mà phải quan tâm nó có tính khoa học và quan tâm nó đúng mức, mà không phải là quan tâm như kiểu là con em của mình này, quan tâm là phải bắt các cháu ăn nhiều, nhồi nhét các cháu ăn, thì về học hành cũng như vậy. Vâng. Nè, để các cháu nó vừa học vừa chơi cho nó thoải mái. Do đó qua cái chỉ thị này thì tôi thấy là muốn là các bậc phụ huynh là cùng phối hợp với nhà trường chung tay để xây dựng một cái vi hạnh phúc của các em. Vâng. Vi của trẻ thơ, đừng có đánh mất cái tuổi thơ của các em. Vâng. Là làm thế nào để cho các em nó hoài hoa vừa học vừa chơi cùng với gia, cùng với nhà trường để mà thực hiện cái tốt cái chỉ thị này. Xin cảm ơn tiến sĩ Thái Huy Vinh đã đến tham dự chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Dân hỏi cơ quan chức năng trả lời hôm nay chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.